Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Buổi tối hôm nay thì em xem bóng đá, thì xem xong thì rỗi rãi thì em cũng soạn mấy chiếc băng số để ngày mai em quay cài đặt hoàn chỉnh để gửi cho các anh em. Thì có một cái bác Quảng Ninh thì đặt em cách đây mấy ngày rồi, nhưng bác này thì bác không vội bởi vì là bác ấy cũng mua của em mấy chiếc băng số và hiện giờ cũng đang có cái dùng rồi, cho nên bác cũng không vội. Và một chú em ở thành phố Hồ Chí Minh thì có đặt em một chiếc DK5000, và đặc biệt là có một chú em ở Bắc Ninh. Chú này thì làm với tinh chất là âm thanh dịch vụ, tức là âm thanh cưới hỏi, âm thanh cưới hỏi, âm thanh sự kiện, và đặt một chiếc băng số SISO 1080M có cái tên là sở tốc DK5.1 Bala mã. Thì cái dòng băng số này thì em lấy về cũng cỡ khoảng hơn chục ngày rồi, cũng hơn chục ngày. Thì cũng có một vài các bác anh em là cũng có đặt vấn đề, tức là hỏi em, và có một cái ý là có lẽ rằng hơi nghi ngờ khi mà như vậy là 1080 tại sao nó lại có cái tên là sở tốc DK5.1 Bala mã. Thì em nhân tiện căn chỉnh cái bàn số này cho chị em Bắc Ninh ấy, thì em cũng chia sẻ các bác anh em để các bác anh em có thể yên tâm như này, là em là một cái người mà chuyên làm về băng số và cài đặt rất nhiều loại băng số thuộc hãng SISO. Từ trước nay thì ngoài cái việc mà em nhập em bán thì còn có rất nhiều các anh em là gửi băng số SISO đến cho căn chỉnh. Thì trong các cái dòng băng số mà em căn chỉnh lại cho các anh em ấy, thì chiếm cái tỷ lệ phần trăm là SISO và dòng X. Thì SISO thì từ hàng bãi đến hàng mới thì em căn chỉnh rất nhiều rồi, vừa là căn chỉnh để bán cho các anh em, lại vừa các anh em gửi đến để em căn chỉnh lại. Thế thì cái tên thì nó có nhiều tên. SISO thì nó có 4-5 loại tên khác nhau ạ. Về 1080 ấy, tức là riêng về cái dòng 1080 thì cũng có 4-5 loại tên khác nhau. Thế còn T3 thì nó cũng có nhiều loại tên khác nhau, có thể là Tia Voike, hoặc là Mark 2000, hoặc là có cái chữ IP kìa. Cái IP kia là chạy phần mềm 1.9.1 này. Ở đây thì là T3 đúng tên cũng có này, T3, T5 đúng tên cũng có này. Thế rồi là SISO Mark 2000, rồi là Tia Voike, rồi có cái chữ IP kìa. Nhưng mà đều là hàng bãi xịn, đều là hàng bãi xịn. Thì nói đến dòng băng số SISO từ xưa nay ấy, thì nó có nhiều tên lắm, nhiều tên. Thế nhưng mà để mà phân biệt được là cái hàng bãi và cái hàng mới ấy, thì nó có những cái như thế này này. SISO thì nó bảo mật rất là cao. Nếu mà chạy sai phần mềm ấy thì có khi còn báo lỗi. Thế rồi là vấn đề mà chúng ta đặt về cái giá trị volume mark, giá trị volume mark và giá trị volume khởi động ấy, thì chúng ta cũng phải điền mã. Thế rồi là nhiều cái vấn đề về hết hạn chẳng hạn thì chúng ta cũng phải nạp chương trình. Và đối với dòng SISO 1080M bãi ấy, thì xưa nay thì em làm cho các anh em ấy, thì nó có 3 cái loại phần mềm, nó tương ứng với lại 3 đời của SISO 1080M. Thì trong đó là có một cái đời mà khi chúng ta mở lên ấy, thì nó báo là 2.71 này, 2.71 này, 3.1.1 này, và 3.3.3. Đây là những cái phần mềm mà nó dùng cho SISO 1080M hàng bãi. Thế còn đối với hàng mới ấy, thì nó chạy rất nhiều loại phần mềm. Hàng mới, SISO mới ấy, là 1980, rồi là T68, rồi VA3500, rồi 1080T Plus, rồi một số các cái dòng của DB thì nó cũng chạy chung phần mềm. Nó chạy chung phần mềm. Thì cái phân biệt cụ thể nó là như thế. Tức là riêng về hàng bãi nó chạy phần mềm riêng. Và hàng bãi thì nó chỉ có ăn 3 phần mềm này thôi. Chỉ có ăn 3 loại phần mềm này. Đây là cái giao diện ở trên màn hình chẳng hạn. Khi chúng ta đưa ra màn hình thì nó có 3 cái giao diện này. Nó tương ứng với lại 2.71, 3.1.1 và 3.3.3. Và khi chúng ta mở lên ấy, thì nó cũng báo luôn sơ di phần mềm ở đây là 3.1.1 hay là 3.3.3 hay là 2.71, nó nằm ở đây. Thế còn đối với lại hàng mới thì có thể là nó ăn chung ấy, có thể một số các cái đời băng số nó ăn chung phần mềm T68 hay là T1080 Plus hay là VA3500, hoặc là như vậy là 1080 hàng mới, thì nó ăn chung phần mềm, và thậm chí nó còn ăn chung với cả DB nữa. Thế nhưng mà riêng đặc biệt về hàng bãi thì là nó có 3 loại phần mềm thôi. Thế cho nên là nhiều khi các bác anh em đi mua thì các bác anh em cũng băn khoăn phải thôi. Bỏ ra 3-4 triệu để mà mua chiếc băng số
và nhất là chú em này lại dùng với tính chất dịch vụ, phục vụ bà con ca hát để mà kiếm tiền, thì rõ ràng rằng là cái nhu cầu có lẽ nó còn cao hơn cả gia đình. Gia đình thì chỉ có ca hát bình thường thôi, nhưng mà nếu mà làm dịch vụ thì là một cái công cụ đầu tư một chiếc văn số với một cái hy vọng là sẽ nâng cấp được cái chất lượng của cái bộ dàn mà đang sử dụng để phục vụ bà con ca hát để kiếm tiền, thì đây nó là cái công cụ để kiếm tiền. Cho nên rằng là cũng rất là cẩn thận trong vấn đề mà chọn mua cũng như là chọn người cài đặt. Thì vấn đề chọn mua thì các bác anh em cứ yên tâm thôi, bởi vì là em là cái người mà chuyên làm văn số mà. Có rất nhiều loại phần mềm của văn số, có rất nhiều loại phần mềm của văn số. Và phải biết đánh giá được là chất âm của từng loại văn số. Và khi quyết định nhập về là cũng phải biết được là nó có hay hay không, nó ở cái dạng gì thì mới nhập về. Chứ không phải là như vậy là nhập về tào lao đâu, bởi vì em bán ấy, là bán không bán ổ ạt. Không bán ổ ạt. Bán nói chung túc tắc thôi, xác định là bán cái nào nó chắc cái đấy. Làm thật kỹ thật hay để như vậy là cho các bạn anh em có thể là khi mà nhận những chiếc văn số em bán ra cũng như những chiếc văn số mà các bạn anh em phải căn chỉnh ấy, là các bạn anh em sẽ có một sự hài lòng được đến 70-80%. Bởi vì em ngồi nhà tại chỗ thôi, tại căn phòng này thôi. Bằng cái kinh nghiệm, bằng cái thẩm âm cài cho các bạn anh em mà đạt được 70-80% là tốt lắm rồi. Nhiều khi thợ đến nhà, nhiều khi thợ đến nhà mà cài đặt không được, bởi vì cái effect làm chưa hay. Thì cái mấu chốt là cái mấu chốt effect thì em chia sẻ rất nhiều rồi. Kể cả cái chiếc văn số rẻ tiền như là chiếc Chibat 660. Chiều hôm nay thì em có nhận được chiếc Chibat 660M của chú em ở Lạng Sơn gửi căn chỉnh. Các bác cũng nghe em test âm. Thì cái cơ bản nhất á, là cái phần effect ở trên các cấu hình cũ làm chưa tốt. Mà đấy cũng có thợ đến nhà làm rồi đấy. Chiếc Chibat 660M này ở Lạng Sơn này là có thợ nhà làm rồi đấy, nhưng các bác thấy rằng là cái chất âm của chiếc 660 này có ra gì đâu. Bởi vì là cái nhất là chưa nắm được những cái đặc tính trên vang số, cái hai nữa là effect làm chưa hay. Thì hai những cái cơ bản như thế. Thế còn về phần âm sắc ấy, âm sắc thì em đã chia sẻ là âm sắc ở trên vang này này là nó còn phong phú hơn trên loa. Trên loa thì nó có trầm, trung trầm, trung, trung cao và giải chép. Nhưng trên vang số này ấy, là nó rất nhiều loại vang số khác nhau và cái âm sắc nó khác nhau. Và một vấn đề nữa là khi có effect vào ấy, thì bắt đầu âm sắc nó thay đổi. Đấy là cái khác là khác như vậy. Tức là nó có sự biến đổi khi có effect. Thế còn loa mic đẩy ấy, nhà sản xuất ra như thế nào thì nó cố định như thế. Loa JBL nó sáng tiếng là nó sáng và loa BMB nó không sáng là không sáng. Còn chúng ta chế cháo thì như vậy nó chỉ được một phần thôi. Còn cơ bản nhất là nó dựa trên cái nền tảng của nhà thiết kế, dựa trên cái đặc tính của nhà thiết kế và các kỹ sư âm thanh người ta thiết kế ra những cái loa này. Hay là trên đẩy nữa thôi, các kỹ sư âm thanh người ta thiết kế ra cái mạch ở trên đẩy, âm sắc nó như thế nào thì như vậy là nó ra như thế rồi. Chúng ta không thể thay đổi được. Nhưng trên vang số là dựa trên đặc tính của từng chiếc vang số thì sẽ tư vấn cho các anh em chọn loại gì cho nó phù hợp. Cái mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng, giá thành thì các bác tự chọn. Thế còn cái người mà làm kỹ thuật đấy thì phải có trách nhiệm là đánh giá thật chính xác từng chiếc vang số. Đánh giá chính xác từng chiếc vang số để mà cài đặt cho các bác anh em nó hay. Nó khá hay, nói là nó khá hay thôi chứ bảo là tuyệt đối là khó. Khá hay. Thì các bác anh em sẽ gọi ra mà dùng. Thế còn các bác anh em nếu biết biết ấy, nếu biết thì có thể nắn chỉnh thêm. Mà không biết ấy, thì như vậy là khoan hãng động vào. Bởi vì vang số động vào là nó dễ hỏng lắm. Nó dễ sai lắm. Thậm chí là cắt thấp của cái phần mu xích. Cắt thấp của phần mu xích nó còn ảnh hưởng đến chất âm của mic và effect. Hoặc là như vậy thay đổi cái độ lớn đầu vào của mu xích. Nó cũng ảnh hưởng đến cái chất âm của phần mic rồi. Rồi nhiều chế độ khác nữa. Rồi cắt thấp cắt cao của phần mic nó đã ảnh hưởng chất âm rồi. Cho nên rằng là một cái vấn đề là nếu không phải là cái người gọi là có thẩm âm, cái nhất là nó phải ham học hỏi. Ham học hỏi và phải xem nhiều, nghe nhiều, xem nhiều. Và cái người chỉnh được là cái người phải biết đánh giá được cái vấn đề âm sắc. Còn nếu như mà không biết đánh giá về âm sắc ấy thì có lẽ rằng là chẳng biết thế nào là được, thế nào là chưa được. Chẳng biết thế nào được, thế nào chưa được. Đây là cái dòng vang số như vậy là Q1.
Q1 em mới nhập về này rất là hay, thậm chí còn còn nhìn hơn cả dòng X5, còn nhìn hơn cả X5, còn rất mới rất đẹp, nhìn hơn X5. Thế thì cái đặc tính ở trên vang thì mỗi một loại nó một khác, phần nhạc nó khác, phần mic nó khác, phần effect nó khác, cộng với lại cái việc người căn chỉnh sẽ hiểu được cái đặc tính trên từng chiếc vang số để mà căn chỉnh làm sao cho nó phù hợp. Thì đối với cái dòng Shiso 1080M hàng bãi mà có cái tên stock này thì các bạn cũng không phải lo lắng đâu. Đây là một cái dòng vang số hàng bãi còn khá đẹp. Đẹp hay không, mới hay không, các bạn cứ nhìn cái mặt đồng hồ này biết mà. Nói về vang ấy thì cứ nhìn cái mặt đồng hồ này là biết. Mặt đồng hồ nó có sáng hay không, nó có rõ nét hay không thì biết mà. Cho nên rằng là các bác cứ yên tâm, cái tên thì nó không quan trọng đâu. Tên nó không quan trọng. Và cái việc equalizer ấy, đây các bác thấy đây này. Đôi khi các bác anh em khi đi mua vang số ấy, thì các bác anh em là không biết là nghe ai, nhưng mà cứ cứ phải thích nhiều giải equalizer. Nhưng mà trong khi ấy, là cái việc căn chỉnh equalizer ấy, là nó phải rất cẩn thận, không bao giờ dùng hết các vị trí của giải equalizer. Cho nên các bác không cần thiết là phải như vậy, là cứ phải nghĩ là nhiều giải equalizer thì mới là hay. Chả biết các bác nghe ai hay là bản thân các bác anh em đã tự căn chỉnh hay chưa. Nhưng mà đối với em là cái người mà chuyên làm vang số, các bác thấy rằng là đây là cái phần đầu ra. Phần đầu ra đây có 24 giải equalizer. Nhưng mà các bác thử nhìn xem là căn chỉnh mấy vị trí. Trong 24 giải equalizer này thì căn chỉnh bao nhiêu vị trí? Có phải là nhiều giải equalizer là để cho chúng ta căn chỉnh loạn xạ lên đâu? Có cần phải căn chỉnh nhiều đâu. Đây là ở cái phần đầu ra 24 giải equalizer. Có căn chỉnh mấy đâu, có vài điểm căn chỉnh thôi. Vài điểm căn chỉnh. Effect làm không hay, căn chỉnh loạn xạ lên thôi. Căn chỉnh loạn xạ lên, nhưng trong khi cái effect làm không hay ấy, nó mờ tiếng là do effect, mà nó không sáng là do effect, hoặc là nó không mềm ở giải thấp cũng là do effect, và không nhuyễn ở giải cao cũng là do effect. Thế nhưng các bác anh em mà không hiểu được là như vậy là effect làm chưa tốt, thế là như vậy là cứ động vào giải quay dơ. Khi effect làm không tốt đấy thì có động chạm kiểu gì cũng không được đâu, căn chỉnh kiểu gì cũng không được đâu. Khi effect làm không tốt rồi thì không thể căn chỉnh được trong cái giải quay dơ để cho nó hay được. Bởi vì effect làm tốt rồi ấy, thì chúng ta sẽ nắn chỉnh dần ở cái giải quay dơ để cho như vậy là nó phù hợp hơn với chất của bộ dàn cũng như là cái sở thích cũng như không gian. Chứ còn effect mà làm không ra gì ấy là không bao giờ căn chỉnh trên cái giải quay dơ mà nó hay được đâu. Bởi vì là effect nó sẽ làm cho là tối tiếng, làm cho đục tiếng, làm cho ồm tiếng, làm cho thiếu sáng, làm cho thể có thể là sáng quá hoặc có thể là thiếu sáng. Cho nên rằng là hôm nay nhân tiện căn chỉnh chiếc vang số gửi cho em Bắc Ninh là cái dòng vang số 1080M hàng bãi có cái tên là Stock DK5.1 Ba La Mã. Thì em lại muốn chia sẻ các anh em để các anh em có thể là cảm nhận được, đánh giá được, cảm nhận được thông qua cái việc cái người mà đã trực tiếp căn chỉnh vang số chia sẻ các anh em, để các anh em có thể là yên tâm khi mà đặt hàng mua. Bởi vì là bãi thì nó là bãi, mà mới thì nó là mới. Còn cái tên ấy, cái tên thì do là cái đơn vị bán hàng, cái công ty nhập hàng về, người ta muốn đặt cái logo của họ thôi, muốn đặt cái tên, cái logo của họ ở trên cái bề mặt của cái sản phẩm đấy, để cho nó có một cái thể hiện cái sự uy tín, hay là còn bán các sản phẩm khác nữa. Giả dụ như là cái hãng Stock này chẳng hạn, họ đặt vang nhưng mà họ cũng có thể là sản xuất loa đẩy hay là mic, thì họ lại muốn đồng bộ thì họ lại phải đặt tên là Stock trên vang để cho nó đồng bộ với lại mic loa đẩy, để cho nó đúng nghĩa hơn, nó giá trị hơn. Thì cái tên là nó không quan trọng. Thì em chia sẻ các anh em để các anh em có thể nắm bắt được là cái tên thì nó chỉ là đặt tên thôi. Thế còn cái chất lượng thì nó phải thông qua cái uy tín của cái người bán hàng và cái người cài đặt. Chứ còn cái tên thì là nó chỉ là gọi là đặt để mà phân biệt, hoặc là nó theo cái ý đồ của cái người đặt hàng thôi. Bởi vì Việt Nam mình ấy là hoàn toàn là nhập hàng bãi thì toàn qua sử dụng từ bên Trung Quốc về. Thế rồi hàng mới thì là đặt tên thôi. Tức là theo yêu cầu của cái người người mua sản phẩm, muốn đặt tên gì thì được tên đấy thôi. Cho nên là các bác có thể là yên tâm khi mà đã đặt mua vang số của Thanh Hồng Alo TV, không phải lo lắng trong cái vấn đề là
cái tên trên một chiếc băng số.